em có xin một mớ hả? Hả? Em có xin một mớ phim gì? Cái đầu tư quay phim mà. Thì cái quay phim đó là em mới nói là em mới phát hiện ra là quay phim á. Giờ lại vô đi, ăn bên kia kìa, vô. Giờ là quay đúng không? Giờ là quay. Đây là YouTube đó. YouTube đó. Vô. Chúng ơi, vô đi. Vô nè. Vô. Cái bên đó đen nghĩa nè. Chúng nữa. Chưa. Chờ mấy đứa nhỏ lại luôn. Ủa sao trước khi mình ăn, sao trước khi mình ăn mình không cầu nguyện mình tạ ơn nước Mỹ đi. Ra nước Mỹ. Nhờ nước Mỹ nó nó hùng cường mạnh mẽ cho nên giờ mình mới được vui vẻ như vậy. Chứ không thôi bây giờ mình bị cách ly rồi. Phong tỏa rồi, đúng rồi, phong tỏa. Hồi bữa dự tính là tháng 9 này mọi người bỏ mask, mà bây giờ quay lại là tháng 9 này mọi người phải đeo mask cho lại. Rồi, 1, 2, 3. Yếu quá vậy. Anh Nghĩa, cầu đi anh Nghĩa, cầu bơm vú vừa đủ xài anh Nghĩa. Không cầu phải không, cầu em cầu cho nha. Vô nè. Vô đi, vô, vô. Rồi, happy birthday nè. Rồi, happy birthday nè. Ủa, hai cái chai ở đây không? Anybody need a beer? Good? Tự sướng nè, tự sướng nè đó. Ai tự sướng chụp hình chứ mình tự sướng quay phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời, bây giờ hai hai chị anh chị em nhìn mặt nhỏ quạo luôn chứ. Thế sao?